khoảnh khắc Mi E nắm tay Hồng Thanh có gì mà hot dần dần trên mạng xã hội. Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt phim kinh dị chiếu rạp đảo độc đắc, Mi E xuất hiện tay trong tay với Hồng Thanh khiến nhiều người hâm mộ xôn xao. Theo đó, cả hai nắm tay nhau tạo dáng vui vẻ, tươi cười trên thảm đỏ, sau đó cùng nhau bước xuống sân khấu. Mi E và Hồng Thanh bắt đầu công khai hẹn hò từ đầu năm 2020, đến hiện tại khi đã trải qua hơn 2 năm bên nhau, mối tình của Hồng Thanh và Mi E nhận được nhiều sự ủng hộ và kỳ vọng một cái kết đẹp từ công chúng. Từ khi tiết lộ về mối quan hệ lãng mạn, nữ DJ sinh năm 1995 cùng bạn trai nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng cũng không tránh khỏi ý kiến trái chiều vì không thể làm hài lòng toàn bộ khán giả. Trong đó, có không ít ý kiến cho rằng Hồng Thanh không xứng với Mi E vì chênh lệch về ngoại hình. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng chỉ cần được ở bên cạnh người luôn yêu thương và chia sẻ với mình thì đó là hạnh phúc đong đầy nhất với người phụ nữ. Đảo Độc Đắc, Từ Mẫu Thiên Linh Cái, bộ phim kinh dị dài 93 phút được chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 22 tháng 12. Đảo Độc Đắc, Từ Mẫu Thiên Linh Cái do Viettel Media hợp tác đầu tư và nằm trong chiến lược của Quỹ Sáng Kiến Phim Trẻ 360 do Viettel Media xây dựng năm 2021 nhằm hỗ trợ các nhà làm phim,